Và để nói tiếp chương trình, Kim Hồng cũng xin thay mặt người con, người cháu để đứng trước cổ quan tài các bài đưa tiễn cho một người mẹ, khóc tiễn mẹ lần sau cuối. Biển
để tiếng nước ơi chùa vinh diệt ra đi. Mẹ ơi ở trần gian mẹ đã lo lắng cho các con vạn dài xưa. Mỗi năm ngày lễ Vu Lan cũng